Cả anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Alowatt, và trong số tiếp theo lần này thì Alowatt sẽ review cho anh em xem cái sản phẩm Rift Tiger RA792 TBBR vỏ vàng hồng. Hiện tại thì cái sản phẩm Rift Tiger RA792 này có thông số cơ bản như là mặt kính sapphire, kính sapphire cong, rồi đây là một trong những được nhiều anh em chú ý nhất, rất là trẻ trung, rất là khỏe khoắn. Ngoài ra thì cái size mặt của đồng hồ là 45mm. Đối với những anh em nào mà có size tay khoảng 16 hoặc là 16,5 trở lên thì đeo rất là hợp. Bởi vì là cái đồng hồ này đeo thì khá là ôm tay. Cái vai của đồng hồ thì cong vòm theo mặt kính của đồng hồ nên là rất là ôm tay. Ngoài ra thì chức năng hiện tại thì sử dụng của đồng hồ như được hiển thị giờ và lịch ngày. Nên anh em có thể nhìn thấy đây, nếu như anh em nào không nhìn kỹ thì có thể thấy giống như một chiếc đồng hồ Skeleton, nhưng mà đây là một chiếc đồng hồ Skeleton giả, bởi vì là chiếc đồng hồ này sử dụng năng lượng quắc. Nhưng em có thể nhìn thấy là chiếc kim dây đang chạy này không phải là chiếc kim đang chạy này không phải là kim dây của đồng hồ, mà chiếc kim dây của đồng hồ lại nằm ở góc 6 giờ. Đây là chiếc đồng hồ, chiếc kim đồng hồ bấm giờ thể thao. Anh em nhìn thấy tôi bấm dừng lại ở góc 2 giờ, chiếc đồng hồ kim dây dừng lại. Và bấm một chiếc nữa là chiếc đồng hồ kim đồng hồ sẽ chạy. Và góc 4 giờ sẽ cho chiếc kim trở về vạch xuất phát. Thì đối với chiếc kim của đồng hồ này thì hoạt động chủ yếu sử dụng trong mục đích thể thao. Mỗi một vòng kim này quay một vòng thì chiếc đồng hồ nhỏ ở đây sẽ nhảy một nấc. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này cũng được trang bị cả lịch ngày. Nếu như anh em nào không nhìn kỹ thì chắc là khó nhận ra. Bởi vì lịch ngày thì sẽ nằm ở góc 4 giờ. Phần góc 4 giờ. Để em điều chỉnh luôn cho anh em có thể nhìn thấy lịch ngày. Lịch ngày của đồng hồ. Đây thực sự là một chiếc đồng hồ quắc rất đáng mua, bởi vì là với cái thiết kế khá là độc đáo. Rất nhiều người muốn sở hữu một cái sản phẩm như thế này, và với một mức giá rất là phù hợp. Hiện tại thì cái sản phẩm Rift Tiger RA792 TBBR thì có mức giá liên kết là 5.250.000. Nhưng mà khi anh em mua các cái sản phẩm Rift Tiger chính hãng tại Alowatt thì sẽ có mức giá rất là tốt. Và sản phẩm này hiện tại đang có mức giá là 3.675.000 thì khi anh em mua tại Alowatt. Thì kể cả như những anh em nào ở xa thì khi đặt hàng thì Alowatt sẽ giao hàng miễn phí trên toàn quốc, và khi nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán thì đây là nắp sau của chiếc đồng hồ Rift Tiger RA792. Ngoài ra thì dây da thì cũng được làm từ dây da nộm khá mềm, bên trong thì là lớp da bò. Ngoài ra thì được sử dụng khóa bấm thông minh giúp anh em dễ sử dụng và cũng không bị gãy gập dây khi đeo. Trên tay thực tế luôn cho anh em xem cái sản phẩm này. Đây là chiếc đồng hồ khi mà trên tay anh em có thể nhìn thấy là chiếc RA792. Thì hiện tại thì nếu như anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm Rift Tiger RA792 thì vui lòng liên hệ với Alowatt theo số điện thoại 0886 823 999 hoặc là truy cập vào website alowatt.vn để xem chi tiết và mua cái sản phẩm Rift Tiger chính hãng. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.